Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại quay lại với cái chương trình hướng dẫn, một cái video hướng dẫn cách để thay bên tay phanh cho Ducati Hypermotard. Và cái này có thể áp dụng được cả cho một số dòng khác giống như Monster. Và như các bạn thấy ở đây ấy, thì nếu mà các bạn nhìn kỹ cái con Ducati này, nó có một cái hình dạng rất khác so với những cái loại thông thường. Đây, lần trước là tôi có order một cái tay khác, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, tay phanh của nó đây, nhưng mà tay của Ducati thì nó đây. Đây, các bạn nhìn thấy là nó trông cực kỳ khác nhau. Lần trước tôi order nhưng mà nó gửi sai cho tôi. Mặc dù ở đây này ghi Hypermotard nhìn rất đẹp. Đấy, em cho chết. Cuối cùng là về không lắp được, là lắp được mỗi tay côn. Thì hôm đấy tôi đã quay video để hướng dẫn rồi. Các bạn có thể tìm lại trong kênh của tôi để xem cái video hướng dẫn thay bên tay côn. Và hôm nay là tôi sẽ thay nốt cái tay phanh này. Và thực ra là cái đôi này trông nó cũng đẹp hơn. Cái này, cái mới này, trông nó cũng đẹp hơn, cho nên là tôi sẽ thay luôn vào cả bên côn luôn. Cái điều là hôm trước thì tôi làm bên côn rồi, chỉ còn bên phanh này chưa được. Này, tôi sẽ hướng dẫn nốt bên phanh nhé. Thì như các bạn nhìn thấy đây, bên dưới này, đây thì tôi này, các bạn để ý nhá, bên dưới này này, nó có một cái nút tròn này rất to. Cái này ban đầu tôi thử các loại chụp thì phải cuối cùng chỉ vừa cái chụp cỡ 19. Đây. Chụp này mới vừa nhá. Thì cách mở nó cũng không khó lắm. Đây. Đầu sẽ úp cái này vào và chúng ta vặn nhẹ thôi. Cái này nó không cần vặn mạnh lắm, chỉ cần vặn nhẹ là các bạn có thể dùng tay tháo ra được rồi. Đây. Đây thì sau khi mà đã tháo được cái nút này ra thì các bạn có thể ấn nhẹ vào bên dưới đây nhé. Các bạn nhìn này, lay nhẹ ở đây này, xong rồi ấn vào cái trục bên dưới chỗ cái lỗ. Đây. Chỗ cái lỗ này nhá. Đây đây. Nhìn thấy cái lỗ chưa? Ấn từ bên dưới lên. Này, đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Ấn nó sẽ ra nhé. Ấn vào đây này. Nút ra rồi nha. Cái này khá khô đấy, cho nên là tí nữa thì tôi sẽ phải bôi thêm mỡ, và các bạn cũng lưu ý cái này nếu mà về sau các bạn thấy khô quá cũng nên bôi mỡ vào. Và lưu ý nữa là bên dưới của nó còn có một cái miếng nhựa để nó kẹp, nó dính vào cái công tắc, thì đừng làm rơi nó nha. Đây, nó ở ngay bên dưới của cái ốc. Ở đây cái tay nó đã rơi rồi, rất nhanh. Việc tiếp theo là các bạn phải đo giúp tôi thế này. Đây, các bạn nhìn giúp tôi đây, cái ốc này để có hai con ốc chỉnh đây. Cái này là để nó đẩy vào phanh, và cái zin nó đang hơi xa hơn cái mới, cho nên chúng ta phải điều chỉnh lại một chút. Đấy, phải có một cái tô vít ở đây. Để lấy tô vít. Đây.
Thì dùng cái tua vít ở hai cạnh này nha. Mình đây. Xoay một tí cho nó đẩy lên. Cho nó sâu vào một tí. Vẫn chưa bằng cái kia. Vẫn chưa bằng, vẫn phải thêm một tí nữa là được. Ok chưa? Bây giờ hai bên đã bằng nhau rồi. Thì ở đây là tôi có một cái lọ mỡ đây. Tôi sẽ phải lấy một ít ngoáy một ít mỡ. Bôi một ít ở đây nữa nhé, để đảm bảo là nó không làm ảnh hưởng gì đến cái công tắc. Đấy. Chắc chắn hơn nữa thì bôi thêm một ít nữa vào trên cái xe này nhé. Mỡ này nó chỉ có lợi thôi chứ nó không có hại, không phải ngại. Nó mà kẹt quá thì nó sẽ nhanh hỏng thôi, nhanh mòn. Đó. Ok rồi này. Để chắc chắn hơn nữa thì tôi sẽ còn bôi thêm một ít cả vào con ốc này luôn. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ gắn nó vào. Cứ đặt đúng cái lỗ này vào đúng đây là xong. Xong rồi chèn con ốc lên. Đây nha. Con ốc ở đây. Đặt nó đúng cái lỗ đây. Ấn vào là xong. Yeah. Tôi phải buông cái máy quay ra một chút. Ốc kia rất là khó nhìn. Mà nhớ là đặt cái nút vào đúng cái công tắc. Vào rồi. Vào rồi nhưng đang hơi lệch. Rồi. Ok, đã xuống. Phọt hết cả mỡ ra. Đúng lắm. Ok, bóp được, ngon rồi.
Việc tiếp theo là chúng ta sẽ cài lại cái ốc ở bên dưới, cái chốt. Đầu tiên vặn bằng tay, và các bạn lưu ý là lực siết đừng có siết mạnh quá. Đây, bây giờ lại vặn cái này sang chiều này. Rồi, vừa đủ thôi chứ đừng làm mạnh quá. Rồi. Nhìn này, ngon lành. Đây, còn mấy nó chỉnh sai gần này, khá là tiện, bởi vì nhiều lúc đi găng tay là tôi bóp rất khó chịu, nó không vươn xa cái bàn tay ra được. Còn phía bên tay côn thì các bạn đã biết cách rồi, tôi đã hướng dẫn ở trong video trước, và xin hẹn gặp lại các anh em lần sau. Nếu thấy video này hữu ích thì xin hãy đừng quên like, subscribe nha. Hẹn gặp lại anh em trong lần sau. Bye bye.